Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng cái công cụ Macro Recorder để các bạn có thể theo dõi và học tập từ cái Uh, macro recorder mà thằng Excel nó cung cấp cho chúng ta. Đây là một cái tính năng rất hay để các bạn có thể sử dụng nó để các bạn học tập Visual basic trong Excel. Thì uh, trước khi nói sang cái phần uh, macro recorder thì mình có một số các cái tính năng mà mình muốn giới thiệu luôn cho các bạn trong cái video này là các bạn sử dụng cái tab developer này. Trong cái tab developer thì các bạn thấy là cái mục control này thì các bạn thấy nó có cái hai cái phần là form control và active control. Thì ở đây thì mình thích sử dụng cái thằng active control hơn là thằng form control. Ví dụ ở đây các bạn thấy là mình sẽ tạo một cái button như thế này. Đây. Thì các bạn thấy là khi các bạn sử dụng các cái file Excel các bạn tải trên mạng hoặc là đôi khi ở đâu đấy các bạn nhìn thấy ở một bảng Excel của một người khác thì các bạn thấy là có mặt trong cái bảng tính của người ta có một cái button. Thì có lẽ là người ta đã đang sử dụng một là cái thằng uh, form control hai là thằng uh, active x uh, control này để các bạn người ta insert một cái button vào trong uh, bảng tính excel người ta để thực hiện một cái thao tác nào đó thì uh, đấy là cách uh, một là cách các bạn sử dụng cái uh, active control hoặc là form control để các bạn insert một button ngoài ra thì các bạn thấy là nó có nhiều các cái tính năng khác ở đây có thể là combo box, có thể là check box, có thể là list, rồi có thể là label vân vân, có thể là radio, có thể là label, cũng có thể là image vân vân, có một số các tính năng khác nữa mà thường thường hay sử dụng nhất thì vẫn là cái dạng button này. thì với cái dạng button cái dạng x, t... x control này khi các bạn insert vào trong bảng tính của các bạn ấy thì nó sẽ là cái dạng button như thế này và khi các bạn kích chọn nó như thế này, các bạn kích chuột phải đây, các bạn kích vào property thì các bạn thấy nó hiện lên một cái bảng thông tin uh, liên quan đến các cái thuộc tính của cái button mà các bạn vừa insert vào thì trong này có một cái mà các bạn uh, thấy là thứ nhất là caption này các bạn lưu ý là caption chính là cái uh, dòng chữ mà xuất hiện trên cái uh, button này của các bạn các bạn có thể thay đổi cái này ví dụ như là uh, press me Đấy, press me Đấy, thì là nó chỉ là đơn giản là thay đổi cái dòng chữ mà xuất hiện trên cái button này thôi ngoài ra thì nó có một cái quan trọng nữa là cái phần name này này thì chính là nó các bạn tưởng tượng name nó giống như kiểu id của một cái đối tượng ấy. nó dùng để các bạn gọi còn dùng để các bạn liên lạc giao tiếp với nhau nó giống như một cái tên còn để các trong quá trình các bạn lập trình ấy, thì các cái đối tượng nó giao tiếp với nhau đơn giản là như thế còn cái tên ở đây thằng caption này, này nó chỉ đơn giản là cái tên mà hiển thị lên để các bạn nhìn thấy thôi nó nó chỉ là cái giao diện thôi ừ, ok ngoài ra thì nó còn có các cái thuộc tính khác liên quan đến màu sắc rồi liên quan đến phông chữ vân vân thì mình ở đây các bạn tự tìm hiểu mình không trình bày chi tiết ở đây ok bạn kích vào đây và khi các bạn kích đúp vào cái khi các bạn kích đúp vào cái button này thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nó sẽ mở ra cái bảng ví dụ basic như thế này cho chúng ta cái thằng này là cái mà mình đã mình đã làm trong cái ví dụ trước đây cái này mình, mình tạm thời mình tắt cái đi cái thằng này là cái mình vừa mới mở ra thì các bạn thấy là khi bạn kích đúp vào đây ý, thì nó sẽ tạo ra một cái sắp và đi đầu của nó nó có một cái tiền tố là private cái này thì bạn uh, hiểu rằng là khi các bạn kích vào đây ý, thì kích vào button này thì nó sẽ thực hiện các cái lệnh nằm trong cái hàm này cái thủ tục sắp này Đấy, và các bạn thấy tên của nó thì nó là đặt, đặt tên như sau là cái tên này chính là cái tên của cái thằng button này ở cái phần name mà mình giới thiệu trong cái vừa nói xong ấy và tiếp theo nó là một đường gạch dưới và tiếp theo là một đường click thì đây các bạn hiểu đây là một cái sự kiện khi các bạn click vào cái button này thì nó thực thi một cái lệnh trong này thì khi các bạn có thể thực hiện ghét viết các cái lệnh tùy trong bên trong này là tùy các bạn và khi các bạn ấn cái nút này thì nó sẽ thực thi các cái dòng lệnh các bạn thực hiện trong này đó rồi mình tắt cái này đi ngoài ra thì các bạn có thể uh, tạo một cái button bằng cách là các bạn sử dụng insert các bạn sử dụng cái uh, shape các bạn sử dụng cái thằng này chẳng hạn các bạn cũng có thể tạo một cái button sau đó các bạn có thể thay đổi một hình dạng gì đấy trong giống một bức tường này ví dụ như thế này sau đó các bạn kích vào đây các bạn edit text các bạn ấn press me ok các bạn căn chỉnh cái thằng này và center và center sau đó các bạn gắn cho cái uh, đối tượng hình học này là một cái cốt các bạn kích chuột phải vào đây nó có một nút là assign macro đấy thì ở đây các bạn có thể uh, OK thì nó sẽ tạo ra một cái hàm có cái tên là như thế này và nó sẽ gán vào cái đối tượng hình học này của các bạn. Đấy, nó sẽ gán vào đối tượng hình học này của các bạn. Và khi đấy thì khi các bạn click vào cái press như này nó cũng sẽ thực hiện cái hàm mà các bạn đã định nghĩa. Khi các bạn OK, đây ta ấn F 11 các bạn em 11 và các bạn tạo ra cái macro có tên giống như các bạn đã định nghĩa ở cái press me này thì nó sẽ thực hiện cái lệnh của các bạn. Đấy, các bạn vào developer, các bạn kích vào macro. Đấy, thì khi các bạn kích vào cái nút này này, mình làm lại, kích vào đây, các bạn kích vào Assign macro, các bạn kích vào new, đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái uh, cái hàm có tên là như thế này và cái hàm này nó gắn, nó đã được gắn cho cái thằng press me này Ok, đây là cách thứ hai. Rồi ok, chúng ta tắt đi. Cái này nó thuộc cái thằng module bên dưới này các bạn này. Đó, nó thuộc cái mục module bên dưới. Rồi ok, mình tắt đi. Để tắt cái thằng này đi. Rồi, ok, tiếp theo đấy là hai cái cách để các bạn có thể tạo nút và tạo một cái button ấy để các bạn gán cho nó một cái hàm và thực thi cái lệnh mà các bạn mong muốn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về thằng record macro Thằng record macro thì các bạn có thể sử dụng như sau Mình kéo hai cái thằng này ra Cái thằng này mà các bạn muốn à, muốn chỉnh sửa nó nhé Thì các bạn phải nhớ là trong tab developer ấy, các bạn kích vào design mode này Thì thằng này nó mới cho phép các bạn đây kích vào đây các bạn kích vào đây thì mà các bạn mới có thể di chuyển được nó còn nếu các bạn không click vào đây ấy, thì các bạn không không thể di chuyển được nó đâu mà các bạn chỉ thực hiện lệnh được như này thôi. Đó các bạn lưu ý. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về thằng record macro. Ví dụ như thế này. Uh, record macro ấy thì chức năng của nó đơn thuần là nó lưu lại các cái bước mà các bạn làm việc trong Excel dưới dạng code và bạn có thể sử dụng nó để bạn học tập hoặc là các bạn có thể sử dụng lại những cái bước mà giống hệt nhau à, lưu lại các bước giống hệt nhau để áp dụng cho những cái khác mình nói ví dụ như thế này bây giờ mình sẽ kích vào record macro Đấy, thì các bạn thấy nó hiện lên bảng record macro là mình sẽ đặt tên như thế này và mình đặt tên là macro 1 luôn ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm này số thứ tự tên họ sau đó thì mình sẽ bôi chọn cái này và mình bôi đen đó xong rồi bây giờ mình vào tab developer mình kích vào stop đó thế là xong cái quá trình các bước vừa rồi mình làm mình bắt đầu từ bước mình nhập số thứ tự bắt đầu bước mình nhập tên họ sau đó mình sẽ bôi bôi đen đấy thì bây giờ mình vào ns 11 một ns mười một để chúng ta cùng xem đây chúng ta cùng xem cái này các bạn thấy đây, đây là cái thằng mà lúc nãy mình tạo khi các bạn mình click vào cái thằng Brad Me mà đối tượng hình học ở đây. Mình chưa viết cái gì cả. Còn cái thằng mình tạo mới đây. Cái thằng mà mình lưu record macro thì các bạn thấy đây nó có tên là macro 1. Và các bạn thấy bên dưới là một loạt các cái thông tin của nó. Đây các bạn thấy đây. Tất cả các quá trình được lưu lại dưới dòng code. Đầu tiên này, các bạn thấy là Đấy, nó đặt là uh, formula active cell này sẽ là bằng số thứ tự này tại vì mình kích chọn vào nó xong mình gọi số thứ tự tiếp theo là active cell tên này rồi rồi là họ này sau đó uh, chọn này các bạn thấy là range chọn range sum select là mình chọn cái ô đấy này sau tiếp theo là mình làm cái bước là uh, chọn từ A1 cho đến C1 này từ A1 cho đến C1 sau đó chúng ta sử dụng cái dòng lệnh là selection fill bowl true để để bôi đen này đó đấy là cái quá trình mà cái thằng macro này nó thực hiện đấy và khi các bạn xóa cái thằng này đi mình xóa cái thằng này đi bây giờ mình chọn vào đây mình kích vào macro mình sẽ run lại cái thằng macro này mình chọn macro 1 mình run thì các bạn thấy là nó sẽ hiện lên tương tự như thế cho các bạn. Thì khi các bạn vào cái thằng Visual Basic này, bạn có thể sửa ở đây. Đấy, ví dụ mình sửa mình thấy lỗi mình sửa ở đây. Đấy. Rồi. Mình lưu lại. Ok, lưu này. Ok, cái đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa cái thằng này đi chẳng Rồi mình lại vào thằng Visual Basic mình có thể run trực tiếp cái thằng này đấy thì các bạn thấy nó nhảy đây à, sorry các bạn tại vì cái chúng ta phải đặt đúng cái ô đầu tiên chúng ta vào đây đấy, còn nếu chúng ta đặt khác đi thì nó sẽ nhảy kiểu khác thì chúng ta sẽ phải sửa rồi mình xóa đi nhé mình phải đặt chuột đúng ở đây tại vì trong câu lệnh này nó lấy active cell là cái ô chúng ta đang kích con chuột vào để nó có cái số thứ tự đấy. Thế nên khi các bạn run như này thì nó mới ra được Còn nếu không thì các bạn phải thực sửa lại cái câu lệnh này như sau Ví dụ các bạn muốn nó linh hoạt chúng ta có thể sửa lại như thế này Đây chúng ta có thể range B1 Ở đây các bạn xóa thằng này đi Chúng ta x vào Chúng ta ok Chúng ta có thể xóa cái thằng ra ngoài đi mình đây mình bằng đó tiếp theo cái thằng này tên Đấy, thằng này họ Range C1 Rồi, mình copy cái thằng này xuống A1 này chúng ta có A1 này chúng ta có B1 này và chúng ta có C1 là họ ok rồi mình có thể xóa cái thằng này đi xóa cái thằng này đi Đấy. thì cái này là cái các bạn đã học này chúng ta có rank A1 bằng số thứ tự rank B1 bằng tên và rank C1 bằng họ tuy nhiên thì các bạn chưa học cái cách là làm sao để chúng ta chọn một cái uh, chuỗi các cái ô trong Excel thì chúng ta sử dụng range A1 đến C1.select thì nó tự động nó chọn như thế này và làm thế nào để các bạn có thể bôi đen thì chúng ta sử dụng selection font bold bằng true thì nó sẽ bôi đen bây giờ chúng ta sẽ thử lần này thì các bạn có thể kích chuột vào đâu cũng được ví dụ như thế này mình để ra ngoài này nhé rồi chúng ta kích vào đây đây chúng ta mình sẽ run đó các bạn thấy đây nó sẽ tự động nó nhận và nó sẽ thực hiện các cái bước này, ok như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể tạo bước chúng ta có thể tạo uh, uh, record cái macro để chúng ta học theo nó một số cái lệnh mà chúng ta chưa biết thì ở đây thì bạn có thể gán Gán cho cái bước tần này cái lệnh uh, macro chúng ta vừa viết ví dụ mình xóa cái thằng này đi xóa này đi mình kích vào design mode kích vào đây đó, mình kích vào cái thằng à, mình chọn thằng này đi mình chọn thằng uh, assign macro đi mình chọn macro một mình kích ok bây giờ các bạn kích vào đây thì nó sẽ thực hiện lệnh đó Đấy. kích vào đây sẽ thực hiện lệnh ok còn cái thằng này các bạn muốn gán thì các bạn phải tại vì là nó đã được gán vào một cái hàng khác rồi chúng ta kích vào an f11 thì các bạn thấy là các bạn phải copy cái lệnh các bạn thực hiện ở đây này đây copy sang này các bạn đưa sang này đó bây giờ các bạn thực hiện chạy thì nó sẽ ok dự ở đây mình tắt này đi Và mình press me đấy thì các bạn thấy là nó sẽ thực hiện cái câu lệnh như thế rồi ok hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo À, các nếu các bạn thấy hay thì các bạn share rồi like các bạn đăng ký kênh để theo dõi các video khác của mình nhé nếu các bạn có cần hỏi cái gì thì các bạn đặt câu hỏi trên website rsvn net giúp mình ok